Tinh dầu thơm đỏ Edali được nhập khẩu từ Hàn Quốc, có công dụng giảm mỡ máu, hỗ trợ điều trị các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, xơ cứng động mạch, giúp tiêu hóa tốt, phòng cảm lạnh. Bên cạnh đó, tinh dầu thơm đỏ Edali còn giúp chống oxy hóa cơ thể, ngăn chặn axit béo không bão hòa, giúp giảm mệt mỏi và làm cơ thể khỏe mạnh hơn. Sản phẩm đã được Bộ Y tế công bố chứng nhận nên người tiêu dùng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng tinh dầu thơm đỏ Edali.